Chúng ta tiếp tục học Trung Bộ Kinh. Kinh số 58 là Kinh Vương Tử Vô Úy, mà Đức Phật dạy kinh về hạnh tu của con chó, hạnh tu của con bò. Thì chúng ta lại rút ra một cái quan điểm để tự mình tu hành, tự mình làm chủ các nghiệp của mình. Giờ này chúng ta lại được học kinh Vương Tử Vô Úy. Mà kinh Vương Tử Vô Úy là chúng ta nghe chúng ta dễ hiểu rồi. Nó hiện ra cũng trên cái tựa kinh Vương Tử Vô Úy. Đại chúng cùng theo dõi. Bây giờ là 7 giờ 7 giờ 5 phút theo đồng hồ của thầy. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha là Vương Xá, Veluvana là Trúc Lâm, Kalanda Kanivapa là chỗ nuôi các con sóc. Rồi Vương Tử Apaya là Vô Úy đi đến Nigantha Natabutta. Ta nghe cái Nigantha Natabutta là nghe quen không? Quen phải không? Sau khi đến đảnh lễ Nigantha Natabutta rồi ngồi xuống một bên, Nigantha Natabutta nói với Vương Tử Apaya đang ngồi một bên như sau: Này Vương Tử, Vương Tử hãy đi đến luận chiến với Sa Môn Gotama, và nhờ vậy tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi cho Vương Tử. Sa Môn Gotama có thần lực như vậy, có uy lực như vậy, đã bị Vương Tử Apaya luận chiến. Thưa Tôn giả, làm thế nào con có thể luận chiến với Sa Môn Gotama có thần lực như vậy, có uy lực như vậy? Này Vương Tử, hãy đi đến Sa Môn Gotama. Sau khi đến hãy nói với Sa Môn Gotama. Sau khi đến hãy nói với Sa Môn Gotama như sau: Bạch Thế Tôn, Như Lai có thể nói lời nói, do lời nói ấy những người khác không ưa, không thích chăng? Nếu Sa Môn Gotama được Vương Tử hỏi như vậy và trả lời như sau: Này Vương Tử, Như Lai có thể nói lời nói, do lời nói ấy những người khác không ưa, không thích. Thời Vương Tử hãy nói với Sa Môn Gotama: Bạch Thế Tôn, nếu xử sự như vậy, thời có gì sai khác giữa kẻ phàm phu và Ngài? Kẻ phàm phu có thể nói lời nói, do lời nói ấy những người khác không ưa, không thích. Còn nếu Sa Môn Gotama được Vương Tử hỏi như vậy mà trả lời như sau: Này Vương Tử, Như Lai không có thể nói lời nói, do lời nói ấy những người khác không ưa, không thích. Thời Vương Tử hãy nói với Sa Môn Gotama như sau: Bạch Thế Tôn, nếu xử sự như vậy, thời vì sao Devadatta được Ngài trả lời như sau: Devadatta phải đọa vào đọa xứ, Devadatta phải đọa vào địa ngục, Devadatta phải đọa trong một kiếp, Devadatta không thể nào cứu chữa được. Và do Ngài nói những lời nói như vậy, Devadatta phẫn nộ, không hoan hỷ. Này Vương Tử, Sa Môn Gotama khi bị Vương Tử hỏi câu hỏi hai móc như vậy sẽ không có thể nhả ra, cũng không có thể nuốt vào. Ví như một cái móc sắt bị móc vào cổ họng một người nào đó, người ấy không có thể nhả ra, cũng không có thể nuốt vào được. Cũng vậy, này Vương Tử, Sa Môn Gotama khi bị Vương Tử hỏi hai móc như vậy sẽ không có thể nhả ra, cũng không có thể nuốt vào. Thưa vâng Tôn giả. Như vậy qua cái đoạn này chúng ta thấy rằng là Nigantha Natabutta
đã bị một trận thảm hại của ai? Của Ubali, của tôn giả Ubali, và đệ tử của ông ta là một vị khất sĩ, một vị khổ hạnh, trường khổ hạnh. Mà bây giờ ông ta vẫn chưa bỏ, vẫn còn ngoan cố muốn dùng cái lời nói, dùng cái sự trịch thượng để rồi làm nhục Đức Phật. Đến ngay chỗ này ta thấy rằng vương tử mà vẫn bị các vị này xúi dục, chứ huống chi quý vị bị những người khác xúi dục là chuyện quá bình thường. Những người đó cũng giống như là ông Nigantha Natabutta vậy. Vương tử Apaya vâng đáp Nigantha Natabutta từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Nigantha Natabutta, thân bên hữu hướng về ông rồi đi đến chỗ của Đức Thế Tôn. Sau khi đến liền đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Vương tử Apaya đang ngồi một bên nhìn mặt trời rồi suy nghĩ: hôm nay không phải thời để luận chiến với Sa Môn Gotama, ngày mai ta sẽ luận chiến với Sa Môn Gotama tại nhà của ta. Liền bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, ngày mai mong Thế Tôn nhận lời dùng cơm cùng với 3 tỷ kheo khác với ngài là người thứ tư. Thỉnh có 3 người à, tu viện Linh Thú tới 50, thỉnh có 3 người thôi. Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi vương tử Abhaya sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài rồi ra đi. Nghĩa là ông Abhaya vâng lời của Nigantha Natabutta để đi đến luận chiến với Thế Tôn. Nhưng mà sau khi Abhaya đến rồi thì cảm thấy bữa nay nhìn mặt trời, thấy chắc bộ bữa nay có bộ làm ăn không khá, trời hơi âm u, thôi để ngày mai mời Thế Tôn đến dùng cơm đi, rồi sẽ luận chiến sau. Và ở đây thì quý vị thấy là khi vương tử Abhaya mà thỉnh Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Vậy thì im lặng là nhận lời. Cho nên mai mốt hỏi tội ai, người đó nín thinh gọi là nhận tội. Hay sao? Thế là giờ không biết trả lời sao là nhận tội rồi. Cũng giống như là thời xưa, thời của Đức Phật á, nếu hỏi mà không trả lời, nín thinh, im lặng là biết nhận lời. Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi vương tử Abhaya sau khi biết Thế Tôn im lặng nhận lời, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Đức Thế Tôn hướng về ngài rồi ra đi. Thế Tôn sau khi đi mấy đã mãn, vào buổi sáng đắp y, cầm theo y bát, đi đến chỗ của vương tử Abhaya. Sau khi đến liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi vương tử Abhaya tự tay mời mọc làm cho Thế Tôn thỏa mãn với những món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm. Vương tử Abhaya chờ cho Thế Tôn sau khi đã dùng xong, tay đã rời khỏi bát, liền lấy một cái ghế thấp khác ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, vương tử Abhaya bạch với Đức Thế Tôn: bạch Thế Tôn, Như Lai có thể nói những lời, do những lời ấy người khác không ưa, không thích chăng? Này vương tử, phải chăng ở đây câu hỏi có dụng ý một chiều? Như vậy ông kia ông không có dạy cái vụ này, ông kia ông không có dạy là cái dụng ý là một chiều hay hai chiều. Ông cứ tưởng là đưa ra hai chiều, nhưng mà gặp Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn hỏi, quý vị
Quý vị đọc và suy nghĩ, này Vương tử, phải chăng ở đây câu hỏi của ông có dụng ý một chiều? Bạch Thế Tôn, các vị Nigantha đã bị bại ở đây rồi, thấy không? Đức Thế Tôn hỏi ông á, thì ông chỉ cần nó, ông không trả lời câu hỏi của Đức Thế Tôn. Nhưng ông hỏi là, ông nói với Đức Thế Tôn là, bạch Thế Tôn, các vị Nigantha đã bị bại ở đây rồi. Đức Thế Tôn nói, này Vương tử, vì sao Vương tử lại nói như vậy? Bạch Thế Tôn, các vị Nigantha đã bị bại ở đây rồi. Đức Phật hỏi, tại sao ông nói vậy? Bạch Thế Tôn, ở đây con đi đến Nigantha Natabutta. Sau khi đến, con đảnh lễ Nigantha Natabutta rồi ngồi xuống một bên. Bạch Thế Tôn, Nigantha Natabutta nói với con đang ngồi một bên, này Vương tử, Vương tử hãy đi đến luận chiến với Gautama. Rồi bắt đầu ngồi kể lại cái chuyện hai hôm trước. Và nhờ vậy tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi cho Vương tử. Sa môn Gautama có thần lực như vậy, có uy lực như vậy, đã bị Vương tử Abhaya luận chiến. Bạch Thế Tôn, khi được nói vậy, con thưa với Nigantha Natabutta, thưa tôn giả, nhưng làm thế nào tôi có thể luận chiến với Sa môn Gautama, một vị có thần lực như vậy, có uy lực như vậy? Này Vương tử, hãy đi đến Sa môn Gautama. Sau khi đến, hãy nói với Sa môn Gautama như sau: Bạch Thế Tôn, Như Lai có thể nói lời nói, do lời nói ấy những người khác không ưa, không thích chăng? Nếu Sa môn Gautama được Vương tử hỏi như vậy và trả lời như sau, có nghĩa là được hỏi và được mớm cho lời trả lời luôn. Này Vương tử, Như Lai có thể nói lời nói, do lời nói ấy những người khác không ưa, không thích. Thời Vương tử hãy nói với Sa môn Gautama: Bạch Thế Tôn, nếu xử sự như vậy thì có gì sai khác giữa kẻ phàm phu với ngài chăng? Kẻ phàm phu thì có thể nói lời nói, do lời nói ấy những người khác không ưa, không thích. Còn nếu Sa môn Gautama được Vương tử hỏi như vậy mà trả lời không như vậy, mà trả lời khác: Này Vương tử, Như Lai không có thể nói lời nói, do lời nói ấy những người khác không ưa, không thích, thì vô thế rồi. Thời Vương tử hãy nói với Sa môn Gautama rằng: Bạch Thế Tôn, nếu xử sự như vậy thì tại sao Devadatta được ngài trả lời phải đọa vào đọa xứ, phải đọa vào địa ngục, phải đọa trong một kiếp không thể nào cứu chữa nổi? Và vì ngài nói những lời như vậy cho nên Devadatta phẫn nộ, không hoan hỷ. Vậy là ngài đã nói cái lời không ưa, không thích, nghĩa là ông vô thế. Còn nếu ông trả lời cái lời kia đó, là ông cũng có thể nói như những lời người khác đó, thì ông có khác gì cái người bình thường phàm phu đâu. Vậy là ông bị móc họng rồi. Này Vương tử, Sa môn Gautama khi bị Vương tử hỏi câu hỏi hai móc như vậy sẽ không thể nhả ra, cũng không thể nuốt vào, ví như một cái móc sắt bị móc vào cổ họng của một người nào đó. Người ấy không có thể nhả ra, cũng không có thể nuốt vào được. Cũng vậy, này Vương tử, Sa môn Gautama bị Vương tử hỏi câu hỏi hai móc như vậy sẽ không có thể nhả ra, cũng không có thể nuốt vào được. Như vậy, với một con người có một cái tâm không tốt, gọi là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, mới vừa nói câu thứ nhất bị Đức Thế Tôn hỏi câu khác, ông ta bí lù luôn, không còn biết trả lời như thế nào, đành phải móc câu chuyện đó ra để thưa với Đức Phật. Vậy là lúc này gậy ông đập lưng ông chưa? Vậy là quý vị hiểu tại sao có người nói rằng: Sư phụ, hãy dạy con cách nào để con đi cúng, dạy con một bài cúng cơm, để cho sư phụ dạy xong cái bài cúng cơm đi xuống làm cái chuyện này á. Nghĩa là bản thân mình phải làm chủ, mình chỉ hiểu cái ý đó thôi, rồi mình đến cái vị trí đó đó, mình phải làm chủ tình hình để mình biết mình nên nói gì, mình biết mình nên cúng cái gì, mình biết mình nên làm sao. Có một bài cúng cơm thôi,
một bài cúng có cái câu kệ: cha mẹ ân thâm tở đất trời, núi con lao khổ chẳng đầy giới. Mở vòng tay lớn dìu con trẻ, hướng dẫn con đi suốt cuộc đời. Tan chỗ ai thành cúc cung tân phản. Cái mình tới mình y bê y vô đó, cái mình cúng con, mình cúng đứa nhỏ chút xíu à. Cái mình cũng nói cha mẹ ân thâm tở đất trời, cái ta đào lỗ ta chui luôn. Tại vì mình đâu có bài thứ hai đâu mà đọc. Cho nên cái ông này nè, ông hỏi Đức Phật mà Đức Phật trả lời cái kiểu khác. Ông bó tay, ông đành phải kể câu chuyện đó ra. Vì vậy thấy không? Cho nên á, khi mình đọc vậy, cái quay ra người ta hỏi: Thầy cúng nhỏ đó làm sao, nãy nghe thầy y như cúng mẹ con. Cái mình nói: ô, sư phụ giải có bài đó. Cái sư phụ làm sao bằng ăn được đây. Cho nên hiểu ngang. Sở dĩ mà sư phụ dạy cho quý vị biết cách đó, ta biết cách ta cúng, cái thời nào cúng, cái gì cúng, như thế nào, mình phải nhanh nhẹn uyển chuyển, mình dùng pháp của Phật để khai thị cho người mất thôi. Rồi bây giờ mình đến một cái điểm nào đó, mình đi đám cưới, mình đâu phải út đực đâu, mà để con mén nó chỉ sao ra làm vậy. Trời ơi, út đực giác cái lời đi, nó nói chỗ nào có cước chim á đặt, đi đặt cá cái chỗ có cước chim, nó đi lên ngọn cây đặt lờ đó. Nghĩa là ta không để cho mình khuôn phép cái kiểu là nói mà không hiểu. Thì cái người tụng kinh á, không hiểu nó cũng giống vậy. Người tụng kinh mà không hiểu ý kinh á, nó cũng giống như út đực đặt lờ vậy thôi. Vợ chịu hết nổi, nó nói: ông ơi, cái chỗ nào mà nó có nước, mà chỗ đó nước mà nó có bọt thì nó mới có cá. Trời ơi, ông đem buồng tắm ông đặt, ông ơi. Thì út đực nó làm vậy không có nghĩa là nó không hiểu được vấn đề, nó không hiểu là cá ở đâu có. Cho nên nó khổ vậy đó. Cái người học kinh nó cũng giống vậy. Cho nên là chúng ta cố gắng mượn cái bản bài này để mà nhắc nhở đại chúng. Ta tu hành á, ta đừng có hiểu khuôn phép ở trong cái lời kinh á, rồi bắt đầu chúng ta cứ nghĩ y như vậy á, ta làm thì đó, dạy út đực thôi. Chứ còn người trí không có phải như vậy. Lúc bây giờ, có đứa con nít ngây thơ nằm giữa trên đầu gối của vương tử Abhaya. Rồi Thế Tôn nói với vương tử Abhaya: này vương tử, vương tử nghĩ như thế nào nếu đứa con nít này do sự vô ý của vương tử hay do sự cố ý của vú hầu thọc một cái que hay nuốt một hòn đá vào trong miệng, vậy vương tử phải làm gì? Bạch Thế Tôn, con phải móc cho ra. Bạch Thế Tôn, nếu con không thể móc ra lập tức, thời với tay trái con nắm đầu nó lại, với tay mặt lấy ngón tay làm như cái móc, con sẽ móc cho vật ấy ra dầu có phải chảy máu. Vì sao vậy? Bạch Đức Thế Tôn, vì con có lòng thương tưởng đứa bé. Cũng vậy, này vương tử, lời nói nào của Như Lai biết không như thật, không như chân, không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những người khác không ưa, không thích, thời Như Lai không nói lời nói ấy. Lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những người khác không ưa, không thích, thời Như Lai không nói lời nói ấy. Và lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những người khác không ưa, không thích, Như Lai ở đây biết thời giải thích lời nói ấy. Lời nói nào Như Lai biết là không như thật, không như chân, không tương ứng với mục đích,
thời và lời nói ấy khiến những người khác ưa thích, Như Lai không nói lời nói ấy. Có nghĩa là cái lời nào nó không đúng mà người khác người ta không ưa không thích thì mình phải giải thích cho người ta hiểu. Còn lời nào không có đúng nhưng mà người ta thích thì Như Lai cũng không có nói. Lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, không tương ưng với mục đích, và lời nói ấy khiến những người khác ưa và thích, Như Lai không nói lời nói ấy. Có nghĩa là lời đó nó đúng nhưng mà nó không đưa đến mục đích, không tương ưng với mục đích mà người ta ưa, người ta thích thì Như Lai cũng không nói. Và lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những người khác ưa và thích. Ở đây, Như Lai biết thời giải thích lời nói ấy. Vì sao vậy? Này Vương Tử, Như Lai có lòng thương tưởng đối với các loài hữu tình. Thế Tôn gọi các loài hữu tình, nhưng mà thật sự ra Thế Tôn chỉ nói với loài người hay là nói với mấy cái loài khác? Loài người thôi. Bạch Thế Tôn, những sát đế lợi có trí, những bà la môn có trí, những gia chủ có trí, những sa môn có trí này, sau khi soạn sẵn các câu hỏi đến Như Lai và hỏi, Bạch Thế Tôn, không hiểu Thế Tôn có suy nghĩ trước trong trí như sao? Nếu có những ai đến ta và hỏi như vậy, được hỏi như vậy, ta sẽ trả lời như vậy, hay Như Lai trả lời ngay tại chỗ? Này Vương Tử, nay ở đây ta sẽ hỏi Vương Tử. Nếu Vương Tử hoan hỷ, hãy trả lời câu hỏi ấy. Này Vương Tử, Vương Tử nghĩ như thế nào? Vương Tử có giỏi về các bộ phận sai biệt trong cái xe hay không? Bạch Thế Tôn, thưa vâng Bạch Thế Tôn, con có giỏi về các bộ phận sai biệt trong cái xe. Có nghĩa là ông ta biết cái xe, ông ta hiểu rõ cái xe, cho nên gọi là giỏi về các bộ phận sai biệt trong một chiếc xe. Này Vương Tử, Vương Tử nghĩ như thế nào? Nếu có người, có những người đến Vương Tử và hỏi như sau, bộ phận này của cái xe tên gọi là gì? Không hiểu Vương Tử có suy nghĩ trước trong trí như sau. Nếu có những ai đến ta và hỏi ta như vậy, ta sẽ trả lời cho họ như vậy, hay là Vương Tử trả lời ngay tại chỗ? Có nghĩa là đại chúng hiểu cái ý này, là ông Vương Tử Abhaya hỏi với Đức Thế Tôn, có phải là những câu hỏi người ta đã soạn sẵn trước ta hỏi Thế Tôn, để Thế Tôn có chuẩn bị sẵn để Thế Tôn trả lời, hay là Đức Thế Tôn ta hỏi sao mình trả lời vậy, hay là mình trả lời có một cái điều gì khác ngay trong tại chỗ đó? Trả lời ngay á, nghĩa là ngay tại chỗ. Thì Đức Thế Tôn hỏi Vương Tử, Vương Tử trả lời ngay, tại vì Vương Tử biết rồi. Nhưng mà cái ý hồi nãy đó, là Đức Thế Tôn nói cái lời này là thật nè, nó khế hợp với mục đích nè, nhưng mà nó khó nghe. Còn cái lời này là thật nè, nó không khế hợp với mục đích nè, nhưng mà người ta ưa nghe. Vậy thì lời nào Đức Thế Tôn nói? Đức Thế Tôn sẽ nói lời thật, liên hệ với mục đích, tương ưng với mục đích, mà dầu rằng người đó có muốn nghe hay không muốn nghe, Như Lai cũng nói. Còn có những lời không phù hợp, không thật, không chân, nhưng mà nó cũng tương ứng với mục đích, nhưng mà nó không thật, không chân. Vậy thì dòng có mướn, người ta có muốn nghe, quan hỷ nghe, Đức Thế Tôn cũng không nói, tại lời đó không có thật. Như vậy Đức Thế Tôn sẽ nói hợp thời với những lời nói chân thật và hợp với mục đích. Vậy thì sư phụ hỏi đại chúng, vậy đại chúng học kinh này nè, vì con đường tu tập của mình hay vì bị bắt buộc đi học? Như vậy thì học là để tu, vậy là mục đích của mình là giải thoát, vậy là có phải áp dụng những lời này vào con đường giải thoát của mình
hay là học rồi không nhớ gì hết. Nếu mình học để áp dụng vào con đường giải thoát của mình là phải cố gắng lắng nghe, suy tư, nhập tâm vô. Để chi vậy? Để những lời này là những lời của Phật, như thật, như chân, nhưng mà tương ứng với mục đích tu của mình. Vậy là hỏi con người đi tìm giải thoát là người đó học để hiểu cái phương pháp diệt phiền não. Cái đó là lời như thật, như chân. Còn tất cả những lời mà chúng ta nói rằng là để cho chúng ta mơ hồ, và chúng ta cho rằng đó là lời Phật nói mà nó không phù hợp với mục đích là diệt trừ phiền não, thì người này học nhưng mà có đúng không? Không. Vậy là mình tụng kinh để hết phiền não, mình niệm Phật để hết phiền não, mình ngồi thiền để hết phiền não. Chỉ có hết phiền não mới là mục đích của người tu. Đúng không đại chúng? Chỉ có hết phiền não mới là mục đích của người tu. Như vậy mình còn ở gia đình, mình còn vợ, còn chồng, còn con cái, còn của cải, còn tài sản, còn nghề nghiệp, còn sở hữu, thì tất cả những thứ còn đó nó có phải là nguyên nhân của đau khổ không? Phải không nè? Tất cả những gì ta sở hữu thì cái đó là nguyên nhân của đau khổ. Như vậy thì bây giờ sư phụ sở hữu cái chùa này là chùa của tôi, vậy là sư phụ đau khổ không? Đau khổ. Đây là đệ tử của tôi, vậy đau khổ không? Đau khổ. Mình hiểu rõ, nếu ta lập ra có một cái sở hữu là chùa của tôi thì chắc chắn là sẽ có đau khổ. Vậy thì câu hỏi được đặt ra, làm sao để bạn được gọi là bạn là người giác ngộ? Chùa của bạn nhưng bạn vẫn không đau khổ. Cái này mới là cái mà ta đi tìm cái phương pháp. Vậy là Đức Phật hỏi ông Abhaya trả lời, vậy là vương tử Abhaya trả lời với Đức Thế Tôn. Thì bắt đầu Đức Thế Tôn mới nói tiếp. Ở đây vương tử, Đức Thế Tôn hỏi, vương tử trả lời xong. Bây giờ vương tử mới bạch Thế Tôn: vì con là người đánh xe nổi tiếng, rất giỏi về các bộ phận sai biệt trong một cái xe, nên con sẽ trở lại ngay tại chỗ, chứ không có gì phải suy nghĩ nữa. Cũng vậy, này vương tử, những sát đế lỵ có trí, những bà la môn có trí, những gia chủ có trí, những sa môn có trí, sau khi soạn sẵn câu hỏi đến Như Lai và hỏi, Như Lai sẽ trả lời ngay tại chỗ. Vì sao vậy? Này vương tử, pháp giới, có nghĩa là những cái pháp ở trong thế giới này hay là pháp xuất khỏi thế giới này đã được Như Lai khéo biết. Quý vị thấy Như Lai trả lời cái chữ khéo biết. Chúng ta phải khéo, chứ không phải là Như Lai biết, mà là Như Lai khéo biết. Và vì Như Lai khéo biết pháp giới nên Như Lai trả lời ngay tại chỗ. Khi được nói như vậy, vương tử Abhaya bạch Thế Tôn: thật vi diệu thai bạch Thế Tôn, thật vi diệu thai bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để cho những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện để trình bày. Bây giờ bài này ngắn cho nên là sư phụ sẽ nói, sẽ giảng từng câu trong cái ý này, mà bài kinh nào quý vị cũng được đọc, cũng được nghe. Thật vi diệu thai, xuất phát từ tâm của một người nghe Đức Thế Tôn giảng dạy xong phải nói hoan hỷ, không còn chỗ hoan hỷ nữa. Cho nên cái lời đó là lời vi diệu. Chứ mình đọc hồi nãy giờ mình thấy có gì đâu vi diệu. Đức Thế Tôn chẳng qua là ông kia ông mớm lời sẵn, ông này đến để hỏi, nhưng mà mớm lời sẵn để đi hỏi mà cho rằng Đức Thế Tôn là người bị móc vô gừng cổ hai móc. Vậy thì cái tư tưởng, cái trí của ông Bà La Môn Nigantha Nataputta là cái đầu của ổng là thông minh hay ngu?
mình là người ngu đần, nhưng mà mình nghĩ là Đức Thế Tôn sẽ bị móc hai đầu. Cũng vậy, có những con người cái đầu nó suy nghĩ có nhiêu đó, nhưng mà nó nghĩ là nó làm như vậy thì người khác sẽ không làm được gì hết, nó nói như vậy thì người khác sẽ bị tổn thương, nó nói như vậy thì người này sẽ thế này thế nọ thế kia. Cái đầu của nó nghĩ như vậy. Bây giờ mình nói một đất nước đi, những người cho rằng cái đầu mình giỏi hơn người khác để khinh thường một đất nước khác. Ngược lại, đất nước kia người ta không có tiến bộ gì đó, nhưng mà người ta vẫn có cái trí của họ. Và những người cho rằng mình là người trí, mình chơi bai họ, nhưng mà đến khi mình đụng vô rồi, bỏ của chạy lấy người. Cho nên trên thế giới này người ta tôn trọng văn hóa, dầu rằng văn minh anh có lớn chừng nào, nhưng mà đối với văn hóa của tôi, anh vẫn không làm gì được tôi cả. Cho nên Đức Thế Tôn trả lời cho ông Vương Tử Abhaya, thì Vương Tử nghe phải nói là cởi mở. Tại vì tôi đến với những người kia tôi học được có nhiêu đây à, nhưng mà những người kia cho rằng họ rất là giỏi, họ rất là tài, họ tưởng tôi cũng là người giỏi người tài. Nhưng đến khi tôi gặp Đức Thế Tôn rồi, tôi cảm thấy mình nhỏ bé, mình là cái người không hiểu biết. Từ chỗ đó cái câu thật vi diệu thai bạch Thế Tôn, thật vi diệu thai bạch Thế Tôn, Thế Tôn như người dựng đứng lại những gì đã quăng ngã xuống. Nghĩa là vô minh là những cái mà nó đè ngã xuống, chứ không có gì. Vô minh là cái bị đậy lại, bây giờ Đức Thế Tôn dựng lên. Thế Tôn như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống. Nó ngã xuống cho nên con không có thấy sức mạnh của nó, bây giờ Ngài dựng đứng dậy con thấy sức mạnh của nó. Ngài phơi bày ra những gì bị che kín, có nghĩa là che con không thấy, bây giờ Ngài phơi bày ra con thấy rồi. Chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, người kia chỉ đường sai, bây giờ Ngài chỉ đường quay trở lại. Cho nên là con mới thấy rõ là Đức Thế Tôn là người trí, là bậc thật sự thấy rõ, biết rõ, nhìn xa thấy rộng. Cho nên tại sao mà quý vị phải đi tìm thầy để học đạo là sao? Tại vì cái hiểu của mình nó không có đúng. Mình đi lòng vòng, mình ra không khỏi. Mình đi tìm thầy là để ông thầy ông chỉ cho mình, người chỉ đường. Cho nên Đức Thế Tôn là người chỉ đường. Đức Thế Tôn là người chỉ đường, cho nên là chúng ta bị lạc đường, Đức Thế Tôn chỉ để thôi. Vậy là chúng ta đi ra bên ngoài, chúng ta tìm cái gì, cái hơn, cái thua, cái được, cái mất, cái tốt, cái xấu, cái vui, cái buồn, Đức Thế Tôn chỉ cho chúng ta quay trở lại. Con có Phật tánh. Con chỉ cần bỏ cái vui, cái buồn, vậy là con trở về Phật tánh của con. Bây giờ mình sợ cái thế gian này là khổ, mình cần cầu đi tìm một thế giới an vui, vậy là mình đi đúng đường chưa? Sai rồi. Tại vì trong đầu của mình nó còn có cái khổ, cái vui. Cho nên mình muốn bỏ thế gian này là khổ để mình tìm một thế giới nào đó an vui. Vậy là mình đang tu đúng hay tu sai? Cho nên mình là người đi lạc hướng là bởi vì mình bị dụ. Tại thế gian này nó khổ cho nên mình chỉ bên kia mà nó vui, cái nó chạy bên kia, cái qua bên kia. Tại vì cái tâm nó là cái tâm đau khổ cho nên nó chạy qua bên kia rồi khổ hay vui? Khổ tiếp. Bắt đầu nó mới hối hận, nó nói ủa, tại tôi bị gạt rồi. Vậy thì hỏi nè, ở nhà khổ, vô chùa hết khổ không? Khổ tập 2. Vậy thì cái người nào mà nói đi tu hết khổ á, là người đó đi nói đúng hay nói sai? Nói sai. Bạn đi tu bạn khổ hơn người không đi tu, nhưng cái kết quả của bạn là lạc.
Bạn ở nhà, bạn khổ là bởi vì bạn nghĩ rằng là ở nhà sao mà nó tù túng quá. Hết cái cơm áo gạo tiền rồi bắt đầu tới đi đám giỗ, đám hoài, đám cưới, thôi nôi đầy tháng. Rồi có đủ thứ chuyện đó, rồi tiền nước, tiền gạo, tiền dầu, tiền ăn, tiền học, tiền tụ, tiền đi xe, đi cổ, trời, quay qua quay lại, bệnh cũng không dám nghỉ. Sao hàng trăm tứ tiền vậy ta? Vậy bắt đầu vô chùa họ có tiền không? Vô chùa có phải ăn, mặc, ở, ngủ, nhu cầu không? Có không? Có, cũng giống vậy thôi. Nhưng mà tại vì ở ngoài đời, cái tâm của chúng ta đó là chúng ta nghĩ rằng là mình là cái bản ngã của mình, là nghĩ là mình không có để cho mình thua người ta. Mình có vợ là phải vợ cho đẹp, còn vợ mình xấu mình ra mình xấu hổ, cho nên mình phải bắt vợ mắt đang vậy đó, rồi phải cắt đi cho nó bằng ta. Rồi bắt đầu lỗ mũi vậy không có được, vợ tôi mà lỗ mũi xấu vậy không được, mổ đi để mà sửa lại cho nó đẹp giống người ta. Cho nên khổ là gì? Tại vì mình không chấp nhận nó. Còn giờ mình đi tu rồi cho nên mình chấp nhận mọi thứ, mình bình thản lại. Hồi xưa mà cái áo mà bước ra mà cái áo nó nhăn nhăn là chịu không nổi. Cho nên cái bản ngã mình nó nằm ở trong đó. Còn mình bước ra mà mình không có chai dầu xôm xịt xịt, chịu cũng không nổi. Ráng đi làm để mua chai dầu thúi xịt xịt vô. Người ta có mình không có chịu không nổi. Rồi ra ngoài đường người ta đi đám cưới 1 triệu, mình đi đám cưới có 500, mình không chịu. Phải chạy nay cái lưng ra chạy đi đêm đám cưới 1 triệu hoặc 2 triệu cho nó hơn người ta. Do cái bản ngã đó mà mình cả một đời mình sống ảo, sống khổ. Còn giờ mình vô chùa, mình cũng làm quần quật từ sáng tới chiều tối, nhưng tâm hồn của mình nó không còn, nó dính vào cái áo đẹp, nó không còn dính vào chải tóc bãi ba rồi xịt xịt. Vị hiểu không nè? Rồi ăn ở ngoài là phải ăn như thế nào, đi vô trong nhà hàng là phải kêu đủ thứ hết, rồi lên gấp 1-2 gấp rồi bỏ đi, vậy nó quay. Cái con người ta nó suy nghĩ nó sai lầm cho nên nó đau khổ vậy. Còn bây giờ mình vô chùa rồi, mình cũng tu giống y như ở nhà vậy nè, nó giống y như ở nhà chứ không gì khác đó. Nhưng mà mục đích nó lại khác. Cuộc sống thì giống nhau nhưng mục đích thì khác. Có khi mình vô chùa mà làm nhiều hơn. Giả sử như bản thân sư phụ mà chỉ có một gia đình á, thì sư phụ sẽ khỏe hơn không? Khỏe hơn nhiều luôn phải không? Với khả năng của sư phụ cất nhà lầu 8 tầng được không? Để đi lên đi xuống cho lội dò. Nhưng mà nói như vậy á, thì bắt đầu nó đau khổ. Tại sao? Tại vì người vợ luôn luôn trách chồng, rồi người chồng trách vợ, tối ngày cứ trách không à. Không làm sao mà chịu nổi mà không có trách hết á. Ông chồng mà thương vợ là mốt quay qua lại vợ ngồi trên đầu, nói nó không nghe, đụng tới nó cái đồ chết. Cho nên ổng đau khổ cùng cực mà không nói nó được. Nó tức ổng còn muốn chết luôn. Cho nên hỏi tại sao trong gia đình mà người ta chết mà quan gia trái chủ là cửu quyền thất tổ. Có những người chồng giống như Tô Ánh Nguyệt, vợ không dám mở miệng ra nói. Nói là ông chửi, ông đập. Đàn bà không có lên khỏi cái cửa ở sao bếp. Có những người vợ đau khổ lắm luôn kìa. Ông chồng ông năm thê bảy thiếp mà người vợ cũng không dám mở miệng nói lời nào. Còn có những người vợ trời xét, ông chồng cũng không nói được gì. Rồi có những đứa con nó hiếu thảo với cha mẹ mà cha mẹ nó trời thần đất xét, những đứa con nó cũng khổ, không còn chỗ khổ. Còn có những người cha người mẹ sanh ra những đứa con toàn là sanh lũ đạn không, cha mẹ cũng khổ, không còn chỗ khổ. Như vậy thì mình là người đi lạc hướng, Đức Phật chỉ cho mình quay trở về đúng hướng. Đem đèn sáng vào trong bóng tối, để cho những ai có mắt có thể thấy sắc. Những ai có mắt có nghĩa là gì? Những người có nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, có trí tuệ rồi thì bây giờ thấy rõ nó. Ngán ngẩm đời sống gia đình, mình không có phước á, mình chọn cho được một cái người chồng rất là đẹp trai, rất là hiền hậu, rất là con nhà ăn học hiền lương đàng hoàng, hầu nào giờ nó cắn hụt lúa không bể. Hiền dữ lắm, nó giỏi dữ lắm. Nhưng mà tới trận cưới mình giờ nó quýnh tối ngày. Hỏi tại sao vậy? Tại mình tốt phước quá.
Còn có nhiều người chồng, trời ơi, ổng là thuộc cái dạng thứ dữ, giống như tướng cướp Bạch Hải Đường. Cưới vợ là một cô gái rất dễ thương, tới chừng về bị vợ nó chửi, nó quánh tối ngày. Tướng cướp Bạch Hải Đường bị vợ quánh. Ở bên ngoài thì tướng cướp mà về nhà đó thì bị vợ quánh. Thì thấy ghê không? Mình có phước hay mình không có phước? Để cho những ai hiểu được, người có mắt có thể thấy sắc là ý vậy. Ý nghĩa là bạn phải hiểu cho được cái phước báo của bạn, bạn phải hiểu cho được nhân quả của bạn. Bạn đừng bao giờ ngồi mơ thấy người ta như vậy, mình mơ trời thấy vậy để chỉ vô nhà mới biết. Nghe hay thì thật là hay, mà suy đi ngẫm lại thì đắng cay vô cùng là ở chỗ đó. Cho nên những gì Đức Thế Tôn dạy á, là đem đèn sáng vào trong bóng tối, để cho những ai có mắt có thể thấy sắc. Những ai có mắt có nghĩa là có nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp rồi. Bây giờ nghe lời của Đức Phật nói hiểu liền. Cũng vậy, chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện để trình bày. Chánh pháp là gì? Là lời nói đúng đắn, lời nói chân thật mà khéo léo. Đó, Đức Thế Tôn dùng phương tiện có nghĩa là giáo pháp, mà chánh pháp chỉ là phương tiện. Chánh pháp được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện để trình bày. Nay con quy y Thế Tôn, quy y pháp và quy y chúng tỷ kheo tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến trọn mạng chung, con còn trọn đời quy ngưỡng. Thì cái đoạn này á, là chúng ta thường nghe sau khi một bài kinh Đức Thế Tôn đã giải mã cho một ai đó không còn lầm lạc nữa, thì người đó quy y với Đức Thế Tôn. Ở đây thì mình thấy là ai gặp Đức Thế Tôn thì quy y. Chỉ có bài kinh ngày hôm qua, kinh hạnh của con chó, thì mới có một vị Seniya xuất gia thôi. Còn phần lớn là quy y với Phật làm cư sĩ thôi. Vậy thì không thể nào có cái ý mà vua Tịnh Phạn cho một bậc đại thần đi đến để thỉnh Đức Thế Tôn về hoàng cung, mà vị đại thần nào gặp Đức Phật cũng xuất gia hết luôn, không có về. Dầu rằng cho Đức vua Tịnh Phạn có nóng giận, có chém hết thân bằng quyến thuộc, thì người này vẫn xuất gia bình yên, không còn sợ hãi nữa. Thì ở đây là chúng ta học cái bộ kinh là Vương Tử Vô Úy. Nghe cái tên Vô Úy có nghĩa là không sợ hãi. Nhưng mà dịch cái tên Vô Úy từ cái tên của Abaya mà dịch ra thành Vô Úy mà thôi. Chứ còn Vô Úy này nó không mang cái nghĩa là không sợ hãi, mà chữ Vô Úy này chỉ là mang cái danh từ mà không có nghĩa. Cho nên Vương Tử Abaya là Vương Tử Vô Úy, nghe lời của Nigantha Natabutta. Ông Nigantha này được xem như là cái đầu quá nhỏ bé. Và những người mà có cái đầu nhỏ bé đó thì họ không tồn tại theo thời gian được. Vì vậy mà những người có cái tâm xấu, muốn hại, muốn làm cho người khác bị đau khổ, giống như Nigantha Natabutta đó, hại Đức Thế Tôn, nhưng mà bản thân ông không muốn ra mặt. Ông cho những người nào mà đến mà cung kính ông, mà có thể nghe lời ông á, thì ông cho làm sứ giả qua để làm nhục Đức Thế Tôn. Nhưng mà người nào qua làm nhục Đức Thế Tôn cũng quy y với Thế Tôn hết, và quay trở lại, ngược trở lại làm nhục ông. Cái này mới là cái mà chúng ta thấy nó thấy thương cho Nigantha Natabutta, và cũng thấy thương cho những con người mà họ không hiểu rằng là kẻ ác mà hại người hiền như ngửa mặt lên trời phun nước miếng. Nước miếng không có tới trời mà rớt vô mặt mình. Cũng vậy, có những con người thích nói xấu người khác, làm cho người khác đau khổ. Đến khi nỗi khổ niềm đau nó quay lại với chính mình, thì người đó mới thấy là một sự ê chề. Nên mình hiểu được cái ý đó. Vậy thì cái người tu
học những bản kinh mà Đức Phật dạy để làm gì? Để rút kinh nghiệm trên đường tu của mình. Cho nên có người học kinh á, làm như là không có tha thiết, không có thích, mà chỉ lấy theo cái ý của mình thôi. Nghĩa là không quan tâm đến những cái gì mà Đức Phật dạy. Cho nên là gần như là không có thích học kinh, không thích đọc kinh, nhưng mà thích chơi game, hay là thích cầm điện thoại chat. Có những người sư phụ thấy là không có phải là tha thiết học kinh. Chứ còn tha thiết học kinh là nếu không ai mở kinh cho mình nghe là mình chạy vô nhờ chú Khai là tải cho mình, là mình mở lên mình nghe liền. Sư phụ kêu là phải ở dưới này vẫn mở kinh, ở trên kia vẫn mở kinh, không ai mở. Và cũng không ai nói gì, nghĩa là gì? Không muốn học. Cho nên sư phụ nghĩ là tối tối sư phụ dạy như vậy để cho đại chúng nghe và tất cả quý Phật tử trên mạng cũng cùng nghe. Nhưng mà chắc là có nhiều người cũng không muốn nghe. Chẳng qua là bây giờ sư phụ dạy là phải xuống ngồi vậy thôi, chứ không muốn nghe. Cho nên là không có nhờ ai đó giúp mình. Nếu mình không tải Đại Tạng Kinh về mình nghe được thì nhờ người khác tải. Nghe cái này xong rồi xóa cái này, nhờ tải cái khác bỏ vô nghe nữa. Để chi mình không có thời gian mình đọc. Ít ra mình nghe cho nó thấm riết vô, thì mai mốt những lời kinh nó nằm trong người của mình hết. Mai mốt là sư phụ giảng tới đâu là hiểu tới đó. Tại sao vậy? Nó ăn sâu vô đầu của mình rồi. Đằng này có người tu mà lâu lâu nghe nhạc nữa, không muốn nghe kinh, thích nghe nhạc, thích chơi game, thích cầm điện thoại chat. Vậy là biết là nó quân tập cái gì là mới muốn tái sanh cái nấy, giống như câu chuyện ngày hôm qua vậy đó. Phải không? Giống như là người tu theo hạnh con chó, người tu theo hạnh con bò vậy đó. Nó tu theo hạnh chát thì mới muốn chết, nó tái sanh vào cái chỗ chát chát đó. Phải không nè? Vậy là đại chúng hiểu ý đó không? Thế mình làm sao để mình hiểu rằng là mình đang tu cho mình, mình đang quân tập những gì Đức Phật dạy, để mình hiểu, mình áp dụng vào đời sống tu hành của mình. Có khi đọc á, mình phải tư duy. Một cái bài kinh này nó đơn giản vậy đó, rút ra được ba ý nhỏ. Ý thứ nhất, đừng nghe những lời xúi dục của ai đó mà bê nguyên hình nó vô rồi tưởng rằng là cái đó là của báo của mình. Không phải. Cho nên Đức Thế Tôn nói đến với ta là để hiểu ta, chứ không phải đến với ta để tin ta. Quý vị cũng vậy. Quý vị đi tu là để quý vị hiểu được ý Phật, để quý vị hiểu rằng quý vị là Phật. Chứ đừng có ngồi đó mà nói rằng cái này Phật nói, cái kia tổ nói, cái nọ, mà mình không hiểu gì để mình thực hành, thì mình đâu khác gì Út Đực đâu. Đó là ý thứ nhất mà người học kinh đừng bao giờ giống như Út Đực đi đặt lờ. Ý thứ hai là đừng bao giờ mở miệng ra để gài người khác vào cái móc. Mà người trí là phải đọc cái kinh mà Vô Ngã, bản kinh Na Tiên Tỳ Kheo, để biết rằng ngài Na Tiên nói chuyện với lại vua Milan Đà, thì hai người nói với nhau là nói là để cởi mở, nói là để trao dồi, nói là để giúp nhau, người trí là để khai sáng cho nhau. Đừng bao giờ đem cái tâm xấu xa mà nói chuyện là để móc họng người ta, nói là để gài người ta. Những người đó được xem như là người tà kiến. Nói chuyện mà không làm cho người ta sáng sáng ra, người đó không có trí. Điều thứ ba là người mà tôn trọng lẽ phải, người mà tôn trọng chân lý, thì tất cả mọi thứ đều phải là lời thật, lời chân đưa đến mục đích. Có nhiều người nói mà không có mục đích, như anh Ngộ Tấn vậy đó. Anh thường đưa ra ý kiến, mà ý kiến của anh đưa ra là thường bị sư phụ rầy vì lý do vô duyên. Đề xuất để một con đường từ đây đi ra ngoài vườn, một con đường to
để có đem cả một cái xe cuốc để chạy qua. Thì sư phụ hỏi là dành một con đường to đó, một năm xe cuốc chạy được mấy lần? Nếu anh ý kiến mà anh ý kiến hay thì cái việc đó là anh ý kiến, còn ý kiến mà không hay cũng nói bẹ, nó càng nói bừa nói chi. Nguyên một năm để dành một con đường để cái xe đó đi có một lần à. Thông minh vừa thôi. Cho nên là ở đây mà sư phụ có cái nơi này nó rộng như vậy mà sư phụ còn thấy mình bị thất bại. Vì sao vậy? Vì ta sử dụng một tháng có một lần thôi. Nhưng mà ta cất cái lớn này để mà ta rút kinh nghiệm cho cái chính sau này. Nếu mình cất một cái nhỏ mà cái dung lượng nó nhiều, rồi bắt đầu mai mốt mình cất cái to mà nó nhiều tiền nữa, cái đó mới ngu á. Còn giờ mình cất cái rộng mà mình thấy nó rõ rồi. Máy nó hư, máng xối hư, rồi điện đùng, rồi quạt, rồi đủ thứ cho nó hư, nó tùm lum tà la. Có những cái đèn gắn vô từ lúc gắn cho đến lúc nó hư, chưa xài ngày nào, chưa bật lên một lần. Nhưng mà đòi hỏi trong cái đầu của mình suy nghĩ nó có hợp mục đích không? Hợp. Mục đích của mình là cần phải thoáng, mát, rộng, để cái lòng của mình nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi. Nhưng mà có khi một năm chúng ta xài được bao nhiêu? Bao nhiêu lần đáp ứng cái nhu cầu đó? Có như vậy mà chúng ta còn cảm nhận được rằng mình phải tính cho nó hợp mục đích. Chứ nếu không nó phí, nó dư thừa, nó tổn phước, chứ nó phải đơn giản đâu. Như vậy có ba ý đó ha. Một, nhắc lại, học. Học kinh Phật, đừng bao giờ giống Út Đực. Học mà không hiểu, để rồi dạy cho nó đi đặt chỗ nào có nước, rồi nó đặt không có cá, biểu nó đặt chỗ nào có cước chim, nó lên ngọn cây nó đặt. Biểu nó đặt chỗ nào nước mà phải có bọt, có dòng chảy nữa, đem về nhà tắm nó đặt. Thì học kinh đừng bao giờ có cái cách học giống như vậy. Học vẹt, không hiểu biết, để thực hành một cách ngu ngơ. Ý thứ hai, đừng có bao giờ móc họng người khác bằng lời nói ác ý. Lời nói của mình để xây dựng, để giúp cho người ngu á nó tỉnh lại. Cho nên Đức Thế Tôn sẽ nói những cái lời mà dầu biết rằng người khác đau lòng như vậy thì giống như một vết thương mà bác sĩ mà muốn làm cho vết thương đó hết thì sẵn sàng phải mổ vết thương đó dầu rằng người đó rất đau. Một ghẻ đem cái dầu á lại là sức vô một ghẻ đó dầu rằng rất đau nhưng nó hết bệnh. Cho nên có những lời chân thật sẽ làm cho người khác mất lòng dữ lắm. Đức Thế Tôn vẫn nói, vì hiểu thế nào? Đừng bằng cái tâm xấu xa của mình mà gài người ta vào một cái thế thì không nên. Người đó không phải là người trí, người đó không phải đệ tử Phật, không phải là người học Phật. Cho nên ta không gài vào người khác vào một cái tình thế nào. Điều thứ ba là người tôn trọng lẽ phải, chân lý, khế hợp với mục đích. Để cái nào là lẽ phải ta nên nói, mà phải khế hợp với mục đích của mình. Đừng sử dụng sai mục đích. Cũng vậy, người đi tu mỗi ngày cái năng lượng tu hành và lòng từ bi của mình nó nở lên, y báo và chánh báo của mình mỗi ngày mỗi sanh sôi nảy nở. Chớ có tu hành mà mỗi ngày mỗi đi đến sự chán nản, mỗi ngày mỗi đi đến sự kiệt quệ, mỗi ngày mỗi đi đến sự bê tha giải đãi, thì con người này không bao giờ hiểu được giá trị của cuộc đời. Để rồi những chuỗi ngày trôi qua họ không có giá trị nào cả, thì cuộc đời này vô nghĩa. Thì người này không phải đệ tử Phật. Đệ tử Phật phải là vô số nghĩa, tuyệt vời, một đấng toàn năng toàn giác. Chứ không thể nào mà con người đó trở thành thây ma sống vô dụng được. Vì vậy y báo và chánh báo của tất cả mọi người, cố gắng bản thân mình đừng để cho nó vượt qua theo lộ trình của thời gian. Cảm ơn thời gian mà chúng ta còn có mặt ở đây ngày hôm qua, rồi bữa nay. Nếu ta còn phước báo để tồn tại tới ngày mai, chúng ta hãy suy luận những thời gian trôi qua để chúng ta cố gắng
hoàn thiện mình trên nhiều lĩnh vực dưới khả năng của mình. Đừng có vượt quá khả năng để rồi mình đau khổ với chính mình thì cũng không nên. Nhưng cũng đừng quá lười biếng. Có người không chiến đấu, cứ hỡi con mắt mà nó vừa mệt mệt là nhắm và bắt đầu chạy đi kiếm chỗ nằm. Nghĩa là ta nô lệ cho con mắt, mà bản thân mình không biết cưỡng nó lại, khống chế nó, làm chủ nó. Có người hỡi muốn nói là bắt đầu nói, chứ không biết quán chiếu tư duy làm chủ, để mình làm chủ lời nói của mình. Rồi có người ngông nghênh suy nghĩ bữa nay thế này, mai thế nọ, mốt thế kia. Lúc mà mình đau khổ cùng cực á, thì mình lại nghĩ cái này là đủ rồi. Tới chừng mình thấy ổn rồi thì mình lại nghĩ tới cái khác. Thì cái đó nó không có sai, nhưng phải khế hợp với mục đích, phải có lý tưởng, phải có ý chí. Chứ còn cái tâm của mình đã thay đổi, bữa nay nó vậy, mai nó khác, được chứ không phải không. Nhưng cuộc đời của mình cũng chẳng có gì ra gì cả. Cho nên người ta mới gọi là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Cố gắng giữ cho mình một lập trường, một định hướng, mà khi mình vạch ra rồi, cố gắng hoàn thành nó. Chúc đại chúng tinh tấn tu hành. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Vậy là bữa nay chúng ta học có 1 tiếng đồng hồ thôi. Mà đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.